mình xem những bộ phim mình thấy là người ta sao người ta có giác quan thứ 6 hay quá. Cái là mình cũng tự ép bản thân mình có một cái giác quan thứ 6 thật sự. Mình tới chỗ đó của mình giả bộ mình nói trời trời quen quá, nhưng cuối cùng mình không quen gì hết. Nhưng mà từ khi mà có con xong á thì cái giác quan thứ 6 của em nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nhưng mà chỉ áp dụng với con thôi, còn những cái khác là em không đoán được. Nhưng mà giống như là người yêu mình hay là ông xã mình mà một có một nhân vật nào đó xuất hiện mà thích mà thả thì là mình cảm nhận được liền. Cái này em phải công nhận với chị là đúng, tại vì cái lúc đó là cái giác quan thứ 6 của người phụ nữ mạnh nhất. Chắc hứa mình đạt có vấn đề đúng không? Không có, ý là em chỉ ví dụ vậy thôi. Cuộc đời của em xoay quanh chỉ có hai người đàn ông, một là con trai của em, hai người đàn ông của em. À không, người đàn ông đã từng là của em. Anh này em nghĩ là ảnh làm nhà thơ luôn á. Tại vì ảnh là tên là Tú Mỡ, Tú Xương á, gần Tú Mỡ, Tú Xương rồi đòi nọ đó, hiểu không? Và anh này rất là thích đi ăn hàng lề đường, chở bạn gái đi dạo. Ủa sao chị thấy em tả xong mà giống như em tả người quen của em vậy? Kiểu giống như là đây là một người đầy tính nghệ sĩ. Cái em bắt đầu chở bạn gái đi vòng vòng rồi xong rồi thích ăn lề đường này nọ. Chị thấy tả giống cuộc sống của em bình thường mỗi ngày quá luôn. Gu của em phải là người đàn ông vậy không? Nhưng mà gu của Quỳnh Anh cao hơn, đẹp trai hơn, vạm vỡ hơn. Cái mặt không biết có gần gu, cái cảm giác có thân có gần không? Cảm giác? Ủa, này đâu phải chương trình tìm bạn trai đâu. Không biết cái gu. Em có biết là cái phạm tội đốt nhà bây giờ là tù lâu năm lắm. Ủa, em tưởng đâu nhà cháy rồi chứ. Xin mời từ khóa đầu tiên. Đúng là quầy vốn mới vừa đập mới vừa gõ. Đâu có, nhiều khi người ta là sờ thợ sửa nhà, người ta đập khó nhà cửa cũng liên quan vậy. Ít ai nhìn thẳng vô mắt chị được lâu lắm, mà bạn này bạn lì đó, bạn nhìn bạn bản lĩnh lắm. Cái giác quan thứ 6 của em rất tốt, với điều kiện là em phải đứng cách một chút xíu thôi. Đứng rồi. Trước cái vòng này thôi, không được đứng trái gần nhà quá nha. Em không mê trai chị đừng lo. Không ai trai bắt tới bắt cười thế gì. Vì giác quan thứ 6 là nó là cái cảm giác của mình, cái năng lượng nó ồ ập nó tạt vào người mình, chứ không phải là mình nhìn bằng mắt thường. Hồi nãy tôi với Trần Thúy Vinh cười, bạn giống một người quen của tôi lắm. Cũng hay đi xa, đi thật xa rồi trở về, xong rồi đem hàng bán online. Đem hàng bán online.